Theo quy định tại Nghị định số 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước, kỳ trả nợ lãi phát sinh từ 20 tháng 5 năm 2022 đến hết năm 2023 sẽ được ngân sách hỗ trợ lãi suất 2% từ gói 40.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, các ngân hàng mới đang phát triển quy trình và đang loay hoay để xác định đúng đối tượng được thụ hưởng, rà soát danh sách khách hàng để xây dựng kế hoạch vốn trong 2 năm. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng nhận định, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% là một giải pháp bổ sung song hành cùng với các giải pháp mà ngành ngân hàng đã, đang và sẽ triển khai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp. Tuy nhiên, với quy mô tăng trưởng tín dụng mỗi năm khoảng 30.000 tỷ đồng, trên tổng hạn mức dự kiến cả nước là 1 triệu tỷ, thì khả năng phân bổ từ gói hỗ trợ về cho doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ không nhiều như kỳ vọng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại khẩn trương triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm để tiếp sức cho khách hàng vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt. Ở trong cái quá trình mà các ngân hàng thương mại thực hiện chủ trương này thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tăng cường giám sát và có những cái kiểm tra cụ thể để đảm bảo được cái việc thực hiện này nó thông suốt. Về phía khách hàng mà thuộc cái đối tượng đó thì chúng tôi cũng mong muốn là các cái đối tượng này quan hệ trực tiếp với các ngân hàng thương mại để mà mình tiếp nhận cái chính sách và được hưởng theo các cái quy định của nhà nước. Trong quá trình thực hiện chính sách, nếu như có khó khăn vướng mắc thì đề nghị quý vị cũng phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng cũng như là các ngân hàng thương mại có liên quan để chúng ta cùng phối hợp với nhau thực hiện cho đúng và đảm bảo được cái việc thực hiện cái chính sách của nhà nước được thực hiện một cách nghiêm túc nhất ở trên địa bàn của thành phố chúng ta. Đại diện ngân hàng này cho hay, ngân hàng sẽ không có phát sinh bất cứ thủ tục nào cho khách hàng mà làm đúng theo quy trình cấp tín dụng gắn với đúng đối tượng được giảm lãi suất để hỗ trợ. Hiện đơn vị đã xây dựng phần mềm phục vụ riêng cho chương trình này. Mặt khác, quy trình nội bộ triển khai gói này đã hoàn thiện và sẽ hướng dẫn tập huấn tới toàn bộ chi nhánh. Vấn đề còn lại là hạn mức tín dụng năm 2022 không còn nhiều. Cái điểm này thì cũng là các tổ chức tín dụng cũng sẽ có một cái phần giảm cái hiệu quả kinh doanh trong năm. Thì chính vì vậy cho nên là đề nghị Ngân hàng Nhà nước có những biện pháp hỗ trợ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là những tổ chức tín dụng có cái số dư nợ lớn. Do không phải tất cả các lĩnh vực đều được vay mà chỉ có 11 nhóm ngành nghề lĩnh vực được hỗ trợ, nên nguyên tắc triển khai là ngân hàng phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, rõ ràng và không để trục lợi chính sách. Trong 11 nhóm ngành thì chúng tôi có cái lĩnh vực nông lâm thủy sản, đối tượng nông nghiệp nông thôn thì nó chiếm khoảng 7% dư nợ. Trong cái mà hàng năm thì cái doanh số giải ngân đã hơn 1 triệu tỷ rồi. Nên là chúng tôi cũng sẽ phải tập trung tối đa cái chỉ tiêu cũng như là cái nguồn lực để cho những đối tượng này. Và trong 11 nhóm ngành nghề thuộc đối tượng, Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước cũng quy định rõ, chỉ những khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi mới được hỗ trợ. Để thông tin được minh bạch, công khai tránh trường hợp doanh nghiệp này được hỗ trợ, nhưng doanh nghiệp kia không được, các ngân hàng cũng xây dựng cơ chế hướng dẫn và đồng bộ toàn hệ thống. Tôi cũng sẽ tập huấn chỉ đạo hệ thống các cái chi nhánh của chúng tôi là trực tiếp đến các cái khách hàng trên mọi miền đất nước, và chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống cũng như là các cái mẫu biểu chứng từ cũng như là quy trình kiểm tra giám sát để đảm bảo là thực hiện cái chương trình này một cách có trọng điểm và chặt chẽ, nhưng đồng thời cũng giải đáp được các cái thắc mắc của các khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ 2% lãi suất là một trong những nhiệm vụ chính của ngành trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương nhằm đảm bảo thực hiện hỗ trợ lãi suất đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích. Vướng mắc ở đâu, báo cáo với Ngân hàng Nhà nước đến đó. Có như vậy, chính sách hỗ trợ mới sớm đi vào cuộc sống.